Tiểu sử Túy Hồng, người đẹp màn bạc Việt một thời. Bà Túy Hồng sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một với nguyên danh là Trương Ánh Tuyết. Năm bà 11 tuổi, do anh hai làm việc cho hãng xe hơi tại Sài Gòn nên đưa cả gia đình về thành đô định cư tại đường Phan Đình Phùng, rồi sau đó là đường Cao Thắng. Bấy giờ, do nhà sát vách nhau và thân nhau như chị em, Ánh Tuyết và Thanh Thúy thường giấu gia đình đạp xe chở nhau đến ban dân nam xin hình nghệ sĩ. Khi biết ban tuyển diễn viên, hai cô bèn xin thi. Trên sân khấu dân nam, ban đầu Ánh Tuyết và Thanh Thúy chỉ làm vũ công phụ họa cho các tài tử thượng thặng. Sau này, nhạc sĩ Lam Phương thường lui tới nhà chơi với anh hai nên đã dạy cô luyện thanh các ca khúc của ông. Mặc dù anh hai nhất quyết phản đối, nhưng do các chị dâu nói đỡ cho, nên cô Ánh Tuyết bắt đầu thâu âm và trình diễn trên sân khấu dân nam các tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, rồi dần chuyển sang đóng đoản kịch. Năm 1958, Ánh Tuyết dùng nghệ danh mới Túy Hồng và chuyển sang ban kịch Kim Cương. Năm 1959, Túy Hồng và Lam Phương thành hôn. Khi đài truyền hình Việt Nam thành lập, bà thường cộng tác với minh tinh Thẩm Thúy Hằng trong chương trình Không Giờ. Đến năm 1968, được sự động viên của phu quân, Túy Hồng rời ban Kim Cương và lập ban Kịch Sống. Để có vở, bà miệt mài sáng tác và đặt thêm bút danh là Tú Hà. Cũng như các nghệ sĩ cùng thời, Túy Hồng đấu thầu khung giờ trên sóng truyền hình quốc gia. Để tạo dấu ấn trước những tên tuổi lừng lẫy hơn, bà thuê đạo diễn điện ảnh thực hiện một số phim kịch quay ngoại cảnh kết hợp xử lý phòng thâu. Đề tài thường hướng về các quân binh chủng, với những cảnh nhảy dù, đánh trận như thực, tất cả đều cợp mác sóng phim. Đương thời, năm ban thoại kịch Vũ Đức Duy, Lữ Liên, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng và Sóng cạnh tranh nhau trên sóng truyền hình, được dư luận quan tâm nhiệt liệt. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Túy Hồng, Lam Phương và hai con gái lên tàu Trường Xuân rời Việt Nam. Gia đình bà được nhập cảnh Mỹ tháng 11 cùng năm, ban đầu định cư tại Virginia, sau đó chuyển tới Texas. Năm 1980, Túy Hồng được báo giới nhận định là người gốc Việt đầu tiên sau năm 1975 mở đại nhạc hội tại Vũ Trường, đồng thời tiến hành các hoạt động quay phim, thâu băng từ. Tuần nào trên sóng phát thanh Mẹ Việt Nam cũng có kịch Sóng Túy Hồng. Chuyện tình đẹp với nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc sĩ Lam Phương gắn liền với những bản tình ca bất hủ nên chẳng thể thiếu những bóng hồng bước vào cuộc đời của ông. Nhưng khi nói đến Lam Phương thì không thể không nói đến cái tên Túy Hồng. Hai cái tên khi gắn kết với nhau đã đưa hai người bước lên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng, mối tình duyên của cặp tài tử và giai nhân này lại có cái kết không viên mãn. Lam Phương vốn có cuộc sống khốn khó thuở ấu thơ. Ông được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau. Cha lại đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ lại 6 người con tuổi thơ dại cho vợ gánh vác. Chính cuộc sống khốn khó đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của ông sau này. Lam Phương đến với nhạc bằng niềm đam mê mãnh liệt. Năm 15 tuổi, ông cho ra mắt sáng tác đầu tiên, ca khúc Chiều Thu Ấy. Nhạc phẩm được công chúng yêu mến và cái tên Lam Phương nhận được sự chú ý sau đó với nhiều ca khúc như Kiếp Nghèo, Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Trăng Thanh Bình, v.v. Năm 18 tuổi, Lam Phương trở thành nhạc sĩ nổi tiếng và xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình. Với Túy Hồng, khoảng năm 1955-1956, cô nữ sinh Trương Ánh Tuyết được anh trai đưa từ Bình Dương lên Sài Gòn học và sau đó đầu quân vào ban thoại kịch dân nam của ông bầu Anh Lân. Đây là ban kịch đầu tiên ở miền Nam mà phía nữ diễn viên chỉ có Tuyết Vân và mẹ con Túy Hoa, Túy Phượng. Trương Ánh Tuyết là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, dáng dấp nữ sinh nhỏ nhắn, trông rất xinh. Có lẽ vì gần gũi hai mẹ con nghệ sĩ trong ban kịch, nên Trương Ánh Tuyết cũng lấy nghệ danh là Túy Hồng, có nghĩa là cơn say màu hồng. Cơ duyên cho Lam Phương và Túy Hồng gặp nhau, yêu nhau là do Lam Phương vốn dĩ là bạn thân của anh trai Túy Hồng, nên mỗi ngày thứ Bảy và Chủ Nhật đều đến nhà bạn để dạy nhạc. Lam Phương, chàng nhạc sĩ đa tình và lãng tử, bắt gặp ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn hậu, gương mặt thanh tú, liền đem lòng cảm mến.
trái tim lỗi nhịp sau vài lần gặp gỡ. Còn với phần mình, cô nữ sinh nhỏ cũng rung động đầu đời, cùng với đó là sự hâm mộ tài năng của nhạc sĩ Lam Phương. Mối quan hệ của họ được xây dựng thuần túy bằng tình thầy trò, sau một thời gian thì hai người yêu nhau. Túy Hồng diễn kịch và cũng tham gia hát tân nhạc phụ diễn. Những lúc ấy, giọng hát của cô bị đánh giá là thua xa Túy Phượng. Vậy rồi, Bầu Anh Lân mời kỳ nữ Kim Cương vào đóng vai chính trong vở kịch Áo Người Trinh Nữ. Túy Hồng vào vai người em gái của nhân vật chính. Vở kịch thành công quá sức tưởng tượng. Phải nói rằng, Kim Cương và Túy Hồng đã lấy hết nước mắt của khán giả. Từ đó, tên tuổi của Túy Hồng được giới báo chí cũng như khán giả miền Nam nhắc đến thường xuyên. Đến năm 1959, nữ kịch sĩ Túy Hồng trở thành phu nhân của nhạc sĩ Lam Phương. Từ đó, nhờ ông xã kèm cặp, đào luyện mà Túy Hồng tiến triển vượt bậc trong lĩnh vực ca nhạc. Những ca khúc của Lam Phương dù bình dị, không chút cao sang, nhưng qua tiếng hát Túy Hồng đều trở nên thanh thoát, diễn cảm, nhất là ca khúc Chiều Tàn và Phút Cuối. Chỉ ít lâu sau ngày tổ ấm Lam Phương, Túy Hồng được gầy dựng, Túy Hồng tách ra lập đoàn kịch riêng cho mình. Đó là ban kịch sống với sự cộng tác của La Thoại Tân, Vân Hùng, Tú Trinh. Trên sân khấu của ban kịch sống, lần đầu tiên những ca khúc đời thường của nhạc sĩ Lam Phương được lồng vào nội dung, tạo nên một sức hấp dẫn mới lạ. Kịch sống Túy Hồng thành một trong ba ban kịch nổi tiếng nhất trước năm 75. Chồng viết nhạc, vợ soạn kịch, có thể nói đây là cơn say màu hồng, giai đoạn hoàng kim của họ, kéo dài đến đầu năm 75. Họ không chỉ mua được căn nhà khang trang trong cư xá Lữ Gia, mà còn mua được căn hộ khác ở đường Nguyễn Tri Phương, hoàn thành được ước mơ mua nhà năm xưa của mẹ. Cuộc sống gia đình của đôi tài tử gia nhân này tưởng chừng như mặt biển êm đềm hạnh phúc. Nhưng chính nhạc sĩ Lam Phương đã không giấu được những đợt sóng ngầm qua điệu nhạc lời ca. Hình bóng để người nhạc sĩ tài hoa thổn thức cũng là một ca sĩ cùng thời, nhưng cô chỉ xuất hiện ở sân khấu miền Nam vỏn vẹn 2 năm rồi bay sang trời Tây sinh sống. Nếu thuộc nhạc Lam Phương và nếu tình ý, sẽ nhận ra ngay những năm đầu thập niên 1960. Nhạc của Lam Phương đã nhớ thương, trách móc một cánh chim nơi trùng khơi mịt mù. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, người đi hoa lá chết trong mùa nhớ, người lặng lẽ tình vẫn bơ vơ trong bài Thu Sầu. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xưa. Trong ca khúc Tình Bơ Vơ, người theo cánh chim về nơi cuối trời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Qua bài hát Phút Cuối, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Qua bài Xin Thời Gian Qua Mau. Không hiểu đó có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của cặp đôi Lam Phương, Túy Hồng sau hơn 20 năm gắn bó. Họ chia tay nhau vào năm 1981 tại Hoa Kỳ. Cũng có người cho rằng chính trong nhạc Lam Phương đã có những dự cảm không lành này. Thôi là hết, em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi. Qua bài Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Hay như câu hát, ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bây giờ mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây ta dở dang. Tình hỡi chôn vào thiên thu, trong bài hát Trăm Nhớ Ngàn Thương. Và cuộc tình của họ đã kết thúc sau 40 năm đồng hành cùng nhau.